khách hàng tố lái xe Gojek thái độ như giang biển. Tối ngày 25 tháng 10, mạng xã hội xôn xao sự việc một nghệ sĩ Việt tố bị lái xe Gojek hành độc ác khi đặt xe qua phần mềm để di chuyển. Cụ thể, sự việc xảy ra đối với khách Nguyễn Phạm Minh Đức 1990, quê An Giang, hành nghề người mẫu với biệt danh Miết Nguyễn. Miết Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, sinh năm 1990 tại An Giang. Với chiều cao đến 1m8 trong khi cân nặng nề chỉ 65kg, Miết Nguyễn được biết đến là người mẫu lưỡng tính, từng sinh ra trong nhiều show diễn nổi tiếng. Năm 2018, Miết Nguyễn cũng tham gia cuộc thi The Face và là thí sinh lưỡng tính duy nhất của cuộc thi mùa này. Trên trang cá nhân, Miết Nguyễn chia sẻ sự việc xảy ra lúc 17h50 cùng ngày tại địa chỉ 284 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nam người mẫu tố bị lái xe ôm công nghệ hành độc ác. Cũng vì kiếp bút chạy đi em dân mà Miết nghĩ bút go việc xe máy chạy cho lẹ. Nào ngờ bút phải đúng một lái xe độc ác ngăn, côn đồ. Miết bút xe và đứng chờ đã lâu. Miết có nhắn tin nói là công việc kiếp. Nên khi lên xe Miết có nói người lái xe chạy lẹ, không sẽ trễ công việc này kia, đúng là giọng Miết cũng không được vui. Do trễ lắm rồi. Nào ngờ bị người này đuổi cổ xuống xe giữa đường, Miết thấy có điềm rồi, nên tính xuống xe rồi bút xe khác. Khi xuống xe Miết cũng dùng dằn gặp gỡ trường hợp như vậy ai mà vui cười cợt được. Khi chưa định thần thì bị anh lái xe go việc nhào vô hành độc ác luôn. Đây là vết tích sau đó. Ngón tay út bị yêu mến được chụp lại. Miết đã báo lên tổng đài của Gojek nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Sự việc vừa xảy ra lúc hơn 17h50. Chi tiết thông tin người lái xe, số máy tính bảng và chuyến đi trên bốt. Với thái độ nhân viên như giang biển như vậy thì Gojek cần phải giải quyết kiếp chuyện này. Lời chia sẻ của Miết về sự việc bị đánh. Nội dung lời chia sẻ của người mẫu Miết Nguyễn khiến nhiều người càng thêm bức xúc trước hành vi côn đồ của lái xe Gojek. Nhiều người đã lên án hành động trên của lái xe. Miết Nguyễn tên thật là Nguyễn Phạm Minh Đức, là thí sinh lưỡng tính duy nhất trong chương trình The Face 2018. Tài xế Gojek, khách chửi và đánh trước nên tôi thế hệ đánh lại. Liên quan đến sự việc trên, tối cùng ngày chúng tôi đã trao đổi với lái xe Hoàng Quốc Trọng và người này xác nhận là lái xe Gojek trong câu chuyện mà khách Miết Nguyễn chia sẻ. Trọng cho biết mình vừa từ trụ sở công an phường trở về sau khi trình báo vụ việc đánh nhau với khách. Tài xế Trọng thanh minh, sự việc là bên khách có đánh tôi trước, chi tiết là đạp vào xe của tôi. Sau đó tôi bình tĩnh thì thầm lý lẽ với khách nhưng khách nối tiếp lao vào đánh tôi vô cớ. Theo anh Trọng, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do khách đi kiếp nhưng hệ thống định vị trên app của lái xe và khách chưa trùng khớp khiến anh khá gian khổ trong tìm vị trí khách đang đứng, dẫn đến hai bên đánh nhau. Lúc đó vừa đến định vị trên hệ thống thì tôi có gọi máy tính bảng cho khách hỏi anh đang đứng đúng vị trí nào để em chạy tới. Thì khách nói lái xe cứ đi thẳng lên đi. Khách bảo vậy thì tôi đi thẳng theo lời chỉ dẫn của khách. Tuy nhiên khi tôi đang đi thì khách gọi bảo anh đi xa quá rồi, quay lại đi với những lời lẽ rất khó chịu. Sau đó tôi cũng đến được chỗ khách đứng thì bị người này chửi thề, rồi đạp vào xe tôi, lái xe nói. Chuyến đi mà nam người mẫu đã đặt trước đó. Tài xế Trọng cho biết thêm, khi khách có hành động như vậy, anh quyết định không chở nữa và yêu cầu lái xe xuống xe. Lúc này tôi nói bây giờ anh có thái độ hàng học vậy thì em không có chở anh để em hủy cuốc chứ em không chấp nhận khách như vậy. Sau đó bảo khách xuống xe rồi tôi hủy cuốc. Tuy nhiên vừa xuống thì khách quay lại dùng chân đạp tôi khiến cả người và xe té xuống đường, lái xe Trọng chia sẻ. Theo lái xe, trước hành động bất quý phái liên tục của khách, lái xe Trọng đã bình tĩnh giải nghĩa thêm về vấn đề định vị đang sai để khách hiểu. Tuy nhiên sau đó, hai bên cự cãi rồi xảy ra đánh nhau. Lúc này do bực tức bị đánh vô cớ nên lái xe Trọng đã dùng tay đánh khách một cái trúng vào mặt thì được một lái xe Gojek khác chạy tới căn ngăn. Sau sự việc, lái xe Trọng có đến công an phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để trình báo. Về vấn đề này, đại diện Gojek cho biết đã tiếp nhận vụ việc và hiện đơn vị đang làm việc với lái xe, đồng thời liên hệ với khách để làm rõ rệt thông tin. Chúng tôi sẽ nối tiếp thông tin về vụ việc.